em vào đầu này chú ơi, bên đầu này. Hôm nay anh em trồng một lan đi phát tổng cộng 100 xuất quà cho bà con của thị xã Chư Răng. Bà con sau khi quần áo xong thì bà con đứng ở trước đây ạ, trước cửa đây ạ, tất cả đứng ở trước đây ạ, đứng ở gần chỗ phía cửa đấy mà mình cầm trên tay nhá. Hà Kinh Nghĩa, Hà Giang Mạc Cang, Hà Cà La Đà Lao. Test được rồi. Em
Ma Hậu thì tường buôn Butara A. Đi qua cái hội lan của huyện Karamong tặng quà cho bà con hộ nghèo. Thấy là như thế này là rất là vinh dự, tốt cho bà con mình là ăn Tết, tại vì cái hộ nghèo không có hàm mua có tiền mua hàng Tết, nên mà bên hội nhà hội lan ở Cơ Đông Bông mình là hỗ trợ bà con mình như thế này là mà họ là rất là vinh dự, rất là mong muốn cho bà con mình là được ăn Tết đón xuân nó vui vẻ, ấm đắp hạnh phúc cho mọi nhà mọi gia đình của họ, nên là cảm ơn hội nhà lan của Cơ Đông Bông. Anh có muốn hội nhà lan phát triển không? Thế là cái hội này là đúng là phát triển rộng rãi hơn so với các cái hội khác. Thì là riêng Cơ Đông Bông mình là sắp đưa tới là hội lan Cơ Đông Bông mình là ngày mai là mở rộng thêm thị trường, là mở rộng thêm các cái khu, các cái thôn buôn, các khu du lịch của sinh thái của Tây Nguyên ở Cơ Đông Bông mình nói chung. Các cái xã vùng sâu vùng ba nó riêng là mai mốt là phát triển thêm rộng rãi hơn.